Chào mừng các bạn đến với tiêu điểm tượng Zen, chúa tể bóng đêm. The unseen blade is the deadliest. Zed là một sát thủ cận chiến. Hắn dựa vào việc sử dụng phân thân bóng tối để nhân đôi các kỹ năng, cho phép hắn thay đổi vị trí và nhanh chóng hạ gục đối thủ. Khi đã luyện thuần thục, Zed có thể hạ sát mục tiêu trước khi chúng biết có chuyện gì xảy ra. Nội tại của Zed là khinh thường kẻ yếu. Đòn đánh cơ bản của Zed nhằm vào một mục tiêu đã yếu máu sẽ gây thêm sát thương dựa trên máu tối đa của mục tiêu. Mặc dù nội tại này không cần hồi chiêu, nó chỉ có thể tác dụng lên một mục tiêu một lần mỗi vài giây. Phi tiêu sắc lẻm phóng ra từ Zed và phân thân của hắn gây sát thương lên tất cả các đối thủ bị xuyên qua, nhưng càng trúng nhiều mục tiêu thì sát thương càng giảm. Đối phương có thể bị trúng cùng lúc nhiều phi tiêu và sẽ nhận sát thương từ mỗi phi tiêu, nhưng phi tiêu tiếp theo sẽ yếu hơn phi tiêu đầu tiên. Khi đi ngoài đường, bạn nên lấy phi tiêu sắc lẻm ở cấp 1 và tăng tối đa ở cấp 9 để lấy khả năng tấn công từ xa và liên tục. Nếu bạn đi rừng, hãy nâng ở cấp 2 và tăng tối đa ở cấp 13. Phân thân bóng tối sẽ đứng tại chỗ vài giây, bắt chước tất cả những kỹ năng mà Zed sử dụng. Nếu Zed và phân thân cùng đánh trúng một đối thủ bằng cùng một kỹ năng, Zed sẽ được hồi một chút nội năng. Zed còn có thể kích hoạt phân thân bóng tối một lần nữa để đổi chỗ với nó. Ngoài ra, phân thân bóng tối còn tăng sát thương vật lý cho Zed. Bạn nên nâng một điểm phân thân bóng tối sớm, nhưng tăng tối đa cuối cùng để nhường chỗ cho các kỹ năng tấn công khác. Đường kiếm bóng đêm gây sát thương ra xung quanh và giảm thời gian hồi chiêu của phân thân bóng tối với mỗi mục tiêu trúng kiếm. Đường kiếm bóng đêm từ phân thân bóng tối còn làm chậm đối thủ sẽ còn bị chậm hơn nữa nếu trúng thêm đường kiếm bóng đêm của Zed. Khi đi rừng, bạn nên lấy đường kiếm bóng đêm ở cấp 1 và tăng tối đa ở cấp 9. Ở ngoài đường thì hãy nâng ở cấp 2 hoặc 3 và tăng tối đa ở cấp 13. Dấu ấn tử thần là chiêu cuối của Zed. Khi sử dụng, Zed sẽ biến hình tới một tướng đối phương, gây sát thương, đánh dấu và tạo một phân thân bóng tối đằng sau mục tiêu. Sau vài giây, dấu ấn tử thần sẽ được phát nổ, gây thêm sát thương dựa trên số sát thương mục tiêu chịu từ Zed trong thời gian dấu ấn còn tồn tại. Giống như phân thân bóng tối, Zed có thể kích hoạt lại dấu ấn tử thần để hoán đổi vị trí. Như mọi chiêu cuối, bạn nên nâng dấu ấn tử thần bất cứ khi nào có thể. Ở ngoài đường, hãy quay rối đối thủ bất cứ khi nào có thể. Mặc dù Alice đang ôm trụ, phân thân bóng tối kèm phi tiêu sắc lẻm cho phép Zed tấn công mà không sợ bị phản đòn. Chuỗi kết hợp chiêu chủ đạo của Zed là phân thân bóng tối, đường kiếm bóng đêm rồi tới phi tiêu sắc lẻm. Nếu cả hai phi tiêu cùng trúng, sát thương gây ra sẽ tăng rất đáng kể. Khi đối thủ đã yếu máu, lập tức đổi chỗ với phân thân bóng tối để tấn công với nội tại khinh thường kẻ yếu của Zed. Chuỗi chiêu này đã dễ dàng hạ gục một Katarina không còn nhiều máu. Khi phải giao chiến với đối thủ có nhiều kỹ năng định hướng, skill shot, hãy tận dụng khả năng dịch chuyển của phân thân bóng tối. Vega đã tin chắc rằng thiên thạch đen sẽ rơi trúng, nhưng Zed đổi chỗ với phân thân, tránh được thiên thạch đen và phản công hạ gục Vega ngay lập tức. 300 vàng quá đơn giản. Khi đi rừng với Zed, hãy tận dụng khả năng dịch chuyển đó để di chuyển nhanh hơn giữa các bãi quái rừng. Thả phân thân ở bên kia tường, tung các kỹ năng rồi đổi chỗ với phân thân để tiết kiệm vài giây khi đi rừng. Kể cả khi đi ngoài đường, phân thân bóng tối vẫn có thể giúp bạn kiếm thêm ít tiền từ quái rừng. Nhảy qua tường với phân thân bóng tối, dùng đường kiếm bóng đêm và ngắm phi tiêu sao cho cả hai phi tiêu đều trúng quái rừng. Phân thân bóng tối có thể giúp Zed thoát thân. Khi Taric và Javan đến tìm Zed, nhanh chóng sử dụng phân thân bóng tối 2 lần cho phép Zed thoát về nơi an toàn. Đường kiếm bóng đêm bây giờ lại làm chậm Taric, cho phép Zed dễ dàng trả đòn với phi tiêu sắc lẻm. Phân thân còn có thể giúp Zed tiếp cận mục tiêu. Một lần nữa, 2 lần phân thân đưa Zed đến đủ gần để dùng dấu ấn tử thần. Bị trúng tất cả các kỹ năng của Zed, Vega nhanh chóng nằm xuống trong khi Zed thoát thân ra đằng sau trụ. Luôn luôn để ý đến vị trí của phân thân bóng tối. Zed vô tình gặp chúa tể bóng tối bên địch và nhanh chóng hạ hắn. Tuy nhiên Katarina đã đến để phục thù cho đồng đội. Zed chỉ đơn giản chờ Katarina ám sát tới rồi đổi chỗ với phân thân. Đến tốc biến cũng không thể giúp Katarina bắt kịp Zed nữa. Ở một bối cảnh giao chiến lớn hơn, Zed thả phân thân bóng tối rồi dùng đường kiếm bóng đêm để cản đối phương truy đuổi Lee Sin. Tuy nhiên, Zed nhận thấy Ash đang yếu máu và ở gần phân thân bóng tối. Zed đổi chỗ và đặt dấu ấn tử thần lên Ash, nhanh chóng hạ gục đối phương rồi dễ dàng thoát thân. Bạn nên xây dựng Zed theo hướng sát thương vật lý là chủ yếu, cộng thêm chút khả năng sống sót bởi vì Zed có tầm tấn công tương đối gần. Đây là một ví dụ. Ngọc đỏ xuyên giáp, vàng cộng giáp, xanh cộng kháng phép và tím tăng sát thương vật lý. Lấy bản bổ trợ 21-90 với tất cả những điểm về sát thương vật lý ở bản công cùng với tốc độ hồi máu và giảm sát thương từ lính ở bản thủ. Lấy thiêu đốt để ám sát khi đi ngoài đường hoặc trừng phạt khi đi rừng và tốc biến để tăng độ cơ động.
Bắt đầu với giày, bình mẫu, kiếm Doran hoặc kiếm Prospector. Nhanh chóng mua gậy hung ác và chọn giày thủy ngân hoặc giày ninja tùy đối thủ. Nếu cần, mua kiếm răng cưa, rồi sau đó là huyết kiếm hoặc huyết đao để tăng sát thương, cùng với cung xanh. Cuối cùng bạn nên có giáp thiên thần hay huyết giáp chúa tể, kiếm ma Yomu, chùy gai lãnh chúa Vandam và chùy gai Manmortius. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tiêu điểm Tướng Z. Hãy đăng ký kênh YouTube của Gana TV và để lại bình luận của mình.